Hey, xin chào cô chú anh chị đến với kênh Tư Đen Miền Tây nha. Hôm nay Tư Đen lại tiếp tục đi bẫy chuột cả nhà. Đây lúa mới cắt nè, ở gần nhà mình. Giờ mình đi bẫy chuột nha. Nãy giờ mình đặt cũng được mớ rồi, còn lại chừng 20-30 cái nữa rồi. Rồi cảnh mới cắt xong đang lên lúa cả nhà. Rồi để mình tạm ngưng cả nhà. Để tối nay mình đi thăm rồi mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Giờ mình bận quá cả nhà. Rồi bye cả nhà. Xin chào cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị buổi tối vui vẻ nha. Nhiều sức khỏe luôn nha. Giấc này cũng tắm vô ngoài nè cô chú anh chị. Giờ lại cũng đi thăm bẫy chuột nha. Hồi chiều cũng có đặt á. Mà chào cô chú anh chị cũng không có gành mạch cho mấy nữa, tại vì quá cũng mắc công chuyện quá nhà ơi. Tiếp tục đi tiếp cả nhà ơi. Nhóm này đặt có đây, đặt đây nữa mà sao kỹ ta. Ôi, không dính cái nào trên cô chú anh chị ơi. Máy kéo này chạy quá trời chạy. Chuột ra chưa kịp nữa. Ồ, đây, một em của chú anh chị ơi. Trời ơi em. Khủng khủng luôn, cô chú anh chị ơi. Chuột khủng khủng luôn à. Chính này chính hồi chiều à. Chuột coi nè. Chính cái giò của chú anh chị ơi. Đi gỡ giò ra. Một em, đầu tiên. Ồ dính luôn cả nhà ơi. Ồ đây nghe em đó nè. Chuột không to gì mấy nhưng cũng đỡ đỡ. Ồ đây nghe em đó nè. Rồi, kẹt cái đầu luôn. Dính liên tiếp luôn tràn ô tràn cái nè. Nè, đây nghe em nè. Đây nghe em nè, lự em chứ. Mà bị càng em kẹt đầu à. Mình là gà lợn cô chú anh chị ơi. Trời cái này gió muốn mưa quá cô chú anh chị ơi. Trời cái này gió muốn mưa quá. Đây là nãy nhiều hột lép phá kè đây nè. Ôi rồi nó dính mà như muốn mỗi cái mỗi con tràn luôn. Nó sướng. Đường đã không mà. Sướng tràn luôn, tràn sướng. Ghim cờ thì nó cứng nữa cô chú anh chị, nhưng mà khó. Mình có một tay một khó. Cái bàn hờ chết nha. Rồi. Mấy cái này là máy kìa. Máy nó chạy lên đường chứ nè của chú anh chị. Nó chạy đường kia đường, nó chạy ra đây đường cái này. Chạy kiểu này gì nè. Gặp của mình không biết sao nữa. Nãy mình nhớ có đặt đây một cái nè. Cắn giật đâu mất tiêu chứ nè. Thiệt tình nó nổi này. Chị ơi. Chạy trên đường này làm sao mà chuột vô cho nổi. Mấy cái này. Ồ, đây được em nè của chú anh chị ơi. Đây được em đó nè. Em này cũng hơi to đỡ đỡ. Đây đây. Hồ. Hai cống giùm được của chú anh chị. Nè mấy bự. Ôi ôi dính được em nữa nè cô chú anh chị ơi. Đã nhàng. Chạp bá luôn á. Chà bá luôn. Hai em. Quá gió quá chuyển mưa của chú anh chị ơi. Ôi ui. Vô rồi. Hai cái hai em luôn của chú anh chị ơi. Đây anh em. Ui đã. Nè, đây anh em nè. Ôi ui hai cái hai em luôn. Sướng. Đây. Một em. Ủa đây anh em nè, hai em chục con. Ủa hai em luôn. Em ủa đây anh em nè. Ủa ba em luôn. Ủa em bự nè. Bắt em bự trước đây. Đó. Chỗ một ba bốn em luôn cô chú anh chị ơi. Đá gì đâu. Đây để mình gom lại đặt lại tiếp sau nha. Đi gom lại bỏ vô rồi. Một em đây nè. Ghim này gì thì cực. Ghim này thì cứng bẫy mà sao cực nhỏ ghê luôn á. Rồi con đây chục e con nè. Để mình
Trời ơi, tính tầm mà nhìn ở đây chín luôn cả nhà ơi. Mà cái trời nó chín, cái này chín. Chuột này lứa lứa với chuột to cũng mềm mà. À, để mình để lại tạm cài bẫy đó nha cả nhà. Mấy cái này chết, mấy cái này chết chết chưa, chết luôn rồi. Kìa kìa, mình nhìn xa xa thấy con mắt con chuột kìa, đang thỏ lỏ rồi kìa. Mình có đặt cái đó một hai cái gì đó, mình mới thấy nó thỏ lỏ mắt rồi kìa. À, cái này chết quớt kìa. Đây nè, mới thấy con mắt thò lỏ đây nè. Không, dính đèn con một con thò lỏ ra ngoài nữa nè. Nè, kìa, cái hàng này giống hàng chục cống luôn nè. Kìa, giống hàng chục cống ghê luôn á nè. Đây nè. Không, hàng chập há luôn. Đây nè. Mà dính chuột lớn nè. Chuột cũng lứa. Đứa này lứa, dạng lứa lớn nè. Chứ không phải lứa nhỏ. Trời, có rồi, được rồi, sợ không có bòm nha cả nhà. Nãy giờ không có mấy cái, nhưng mà cỡ này cỡ 2-3 kg, 2 kg nữa cả nhà, trường trường 2 kg rồi đó. Để tập rồi, đây một em cũng lứa. Ồ, đây nghe em nữa, cũng im. Hai em ghim cờ là cực cũng chết luôn, mà không ghim thì bẫy nó lọt tùm lum chứ ủi gặp. Hai em bắn cà rem. Chui xuống em này nhỏ rồi, em qua chuột nhỏ đi cho mình tạm ngưng làm lái nha nha. Bữa sau kỹ ta cho mình tạm ngưng mãi lại nha nha. Tiếp tục đây nó là nhà một cái chuột quớt, hai cái chết, ba cái chết luôn. Cái chỗ này mình đánh hồi chiều không thấy hấp dẫn, bấm đánh thưa lắm mấy cái. Trời trời nghe chứ, này chuột quớt luôn rồi. Trang chỗ rừng dừa này, hàng dừa này gì mà bao con cái chuột quớt ta. Chết luôn, dạ, lúng đi bộ mắc lại nữa. Ủa chất quớt không chàng, cái này chất quớt không cả nhà. Ý chết không chàng, đường ngon ghê luôn nè. Chết ta, chết luôn rồi. Nó lấy tâm nguyên cái nhà. Có, mình sẽ quay cho cái nhà. Đó, tiếp theo cái nhà. Trời ơi, bị kẹp nữa cái mình nè. Ủy, cái bẫy đây đâu tiêu chạy. Ngủ ngang. Rồi, đấy mất tiêu rồi. Ủi dân xuống đây, dân đâu. Ủa, mất tiêu cái bẫy rồi. Tiêu anh khác rồi. Hôm nay chị đang không được rồi. Mất thêm cái rồi. Mất thêm cái đó. Cô đây cái cho mình nè. Dính chuột con. Kìa, chuột con nhóc chưa kìa. Nhóc con chưa. Con nó nhóc con chưa. Đây đây nè. Chạy vô cống nữa kìa. Đặt cái hình đó một cái. Đó một cái, ba cái.
Đây ẵng 3 cái. Còn cái một. Không biết cờ còn mà cái bãi nó tiêu. Chị ta. Chiều mắc màng quá mình không có vô cái chiều nữa. Mình đặt xong cái mình chiều á cái mình đi đi làm công việc á nha. Đi đi người ta điện kêu mình đi làm á, nên mình làm, nên mình không có vô vô coi được cái lùng bẫy mình mới đặt. Rồi không biết chó nó tha đi hay là sao mình cũng không biết nữa nhỉ. Rồi để mình tạm ngưng nha, vô chân mắc kêu 2-3 cái rồi đó cả nhà. Kìa, chuột chạy lum tung bén nhưng chuột con không. Ôi chuột chạy lung tung bán chứ không, ok nó chuột chạy lung tung bán chứ mà không chạy vô gặp mình ta. Ý gặp là 1, 2, 3, 4 cái gặp luôn mà nó không chạy vô gặp mình. Trời, nó đi đường nào không hiểu luôn. Nó không cái 4-5 cái luôn. Ồ đây nè, đây dính đường em chuột bự hai em luôn. Ủa trời ơi, ok cả nhà. Đây nè, một em chuột to nè. Yeah. Nè, một em chuột to nè cả nhà. Chà bá luôn. Còn đây nè, hai em luôn nè. Một cặp luôn. Nè. Ủa đã một cặp luôn cả nhà ơi. Trở em cặp về trước đi, chứ không em kim bị kẹt. Một cặp luôn. Vô. Còn đây một em. Vô. Cô lý. Sao mà nguyên giạc này sẽ nó chín con não chứ chàng. 4-5 cái, 2, 4, 5 cái bẫy nó không dính một con. Đây, đây nè. Cũng xứ mình bây giờ kiếm lại cây thụ lù này hơi khó nha. Nè. Cây này cây thụ lù rồi cả nha. Giờ gặp đó nè. Làm thuốc nam hay lắm cả nha. Đây. Thụ lù. Ngày xưa thì mình ưa ăn cái chơi trái này lắm đó cả nhà. Các cô chú anh chị, cái này hồi xưa mình hay ăn lắm. Bây giờ mình đi tiếp nha. Ấy dạ, nặng quá, gồng hơi nặng à. Cầm tay không nổi vậy. Có luôn. Thằng nhỏ mini. Mini cho đó, thằng nhỏ mini bắt đi qua đây thử thử coi. Rồi, đây là chết. Chết luôn trời. Trong chỗ đúng gom mà thường thấy ngon quá, ngon luôn mà kỳ ta. Trời ơi, nghe chó nó cả nhà ơi. Thì là mấy cái bẫy kia của mình chắc chó nó lửng rồi. Ở đây nuôi chó mình cũng hay luôn cả nhà. Chó nó lửng. Lửng hết của mình. Mấy cái bẫy à. Đã thăm xong rồi nè cả nhà. Chiến đấu phẩm thăm đêm của mình nè cả nhà. Đây. Cái này chắc cũng cỡ 4-5 kg rồi cả nhà ơi. Chiến thăm đêm mình á, 4-5 kg chục to nha. Mình không chục nhỏ được có 1, 2, 3, 4, 5 em mà. Được có 50 chục nhỏ cả nhà. 50 chục nhỏ. Cả 5 kg chục lớn. Quá. Trời đang mưa nha cả nhà. Mưa rắc vậy. Trời đang mưa nữa nha. Ướt cái điện thoại nè. Rồi, chiếc này người ta đang cổ lúa rồi cả nhà. Lùng bẫy mình nè, chỗ mấy đèn nè cả nhà. Mấy đèn trắng đó là người ta đang cổ lúa đó. Kế đến mình luôn á. Cái này người ta đang cổ nữa, bẫy mình thì đặt xung quanh đây mà ta cổ lúa xung quanh gì. Không biết sao nữa. Mà mình chết cũng bọn nha. Bẫy chết cũng bọn á, cái bẫy mà dính đều hết ha. Nhiều dữ lắm luôn cả nhà. Ở đây mình kề đỡ thử coi. 5 kg cả nhà. Cái rộng này mình chứa 5 kg nha cả nhà. Rộng này mình chứa 5 kg á. Chặt cứng rồi. Rồi để mình về cả nhà ơi. Cái hâu nó mấy giờ nó ngọt rồi kìa. Này ngọt hơn 1 2 em 3 em luôn rồi nè. Đi ngọt 3 em rồi kìa. Trời ơi, ngọt cái này nữa là tàn. Nó cứng đơ luôn kìa. 1 2 3. Giật 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 cái ngọt kìa. Rồi.
Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ chút thời gian theo chân Tư Đen để thăm những cái bẫy chuột nha. Rồi bay hẹn cô chú anh chị dặn lại những sáng mai nha, để coi có không nha. Rồi chúc cô chú anh chị có một buổi tối ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp nha. Bye. Xin kính chào cô chú anh chị buổi sáng nha. Sáng này mình đi cuốn bẫy chuột cả nhà ơi. Để coi sáng này có không nha. Đêm hôm mưa quá mưa cả nhà ơi. Rồi để mình tiến hành đi cuốn nha. Để mình đi về dài đẳng của mình cuốn đảo dài lại đây coi cả nhà ơi. Không có không? Hồi đêm hôm mấy cái trong chỗ này không có cả nhà ơi. Kìa, nó chạy cố đường kìa. Rồi mấy cái chỗ này nè. Thử coi coi sáng này có không? Có cả nhà ơi. Cái này lụm kìa. Lụm. Một em. Lụm nhang, lụm nhang. Chào buổi sáng nè cả nhà. Sáng mặt trời mới lười ló dạng cả nhà ơi. Mới giờ ló dạng. Đây chết. Mình đi tuốt đẳng mà gom dài đảo lại nha cả nhà. Cho nó khỏe đấy thôi, mình đi dài tuốt đẳng mình ấy ngược lại cái khách nặng lắm. Ô, có đâu đi gom mấy chuột nè. Đậu, cái này dính nữa cái nhà ơi. Cái này đêm hôm dính con rồi nè. Rồi sáng này dính con to nữa cái nhà. Nè, chạp bá luôn nè. Rồi để đây. Cái này dính chục to không đó nha. Gì mới đã chứ. Rồi cái này đêm hôm dính được con chuột nhỏ giờ không dính luôn trời. Không dính luôn. Trời ơi. Nó cha là đi cái đường này. Ôi trời. Mấy cái này ở đây nhưng mà không dính một con luôn ta. 1, 2, 3, 4, 5 cái luôn, 6 cái này luôn. 6 cái này là để đêm hôm mình không dính được không đó. Rồi hai cái này không dính luôn cả nhà ơi. Thôi để mình cuốn nha. Đi dài tốt đẳng mình cuốn dài về lại cả nhà ơi. Giờ mình đã về tới nhà cả nhà ơi. Chiến phẩm đêm hôm của mình nè. Bây giờ cái này nè. Cái này chắc cũng mưa sáng này cũng đỡ cả nhà ơi. Cũng đỡ 2 3 ký vậy á. Cả 3 ký á. Cũng mềm cả nhà ơi. Chuột to to nhiều. Đây. Về cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ chút thời gian theo chân Tư Đen để cuốn bẫy chuột nha. Chúc cô chú anh chị ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong mọi công việc nha. Hẹn cô chú anh chị vào những video sau nha. Cô chú anh chị xem thấy hay nhớ like đăng ký ủng hộ nha cô chú anh chị. Rồi, bye. Bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị sau nha. Chiến phẩm mình nay cũng bận nha. Khá lắm. Giờ mình đổ ra.